bạn thân mến, chúng ta cũng đã đi qua hơn nửa chặng đường trong chuỗi bài Mùa của lời ru. Thật vui và may mắn cho những người thực hiện chương trình khi nhận được sự quan tâm và đồng hành của các bạn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn một bài viết Về đi con. Về đi con. Ăn chưa con? Tiếc nuối gì những bữa cơm phải tự mình ngược đãi mà phải ăn vội ăn vàng. Lề đường hàng quán, bát cơm chan nước mắt. Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi. Ngủ được không con? Trong cái chỗ người ta ví von, người ta lao vào bàn tán. Hay ho gì những anh hùng hảo hán, chỉ biết đánh máy trên bàn phím mà thôi, nào biết thực tế là gì. Về chưa con? Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị với những khung lõi đớn đau và dị nghị. Về đi mẹ nuôi mà. Sao con vẫn chưa về? Quê hương mình cũng có núi non, cũng có con người, phố phường và xe cộ. Cớ chi con cứ phải tranh với người ta rồi đi mãi xa nhà. Về đi, về nghe mẹ dạy những lễ nghi, những thói quen thường nhật. Về nghe khôn, ngoan, chân, thật. Về cùng mẹ nghe con. Đi xa mẹ nhớ lắm con à. Một buổi chiều tháng 7, Facebook của tôi nhận được một thông báo rằng cô bạn thân của tôi đang du học ở Mỹ đã nhắc đến tôi trong một bình luận. Khi tôi click chuột vào thì bài thơ này hiện ra. Và tôi đã gần như mất cả phần còn lại trong ngày hôm đó để nghĩ về ba chữ giản dị: về đi con. Cô bạn thân của tôi rời Việt Nam ở tuổi 20. Đứa con gái út trong gia đình có ba cô con gái, cuối cùng cũng chọn một con đường lập thân lập nghiệp ở một chân trời không quê hương xứ sở. Một cô công chúa bỗng một ngày được cuộc đời thả vào một nơi mà đến cái bánh người ta cũng không gọi như mình. Tôi tin rằng bạn tôi là người hiểu rõ những khung lõi đớn đau và dị nghị của người đời. Mẹ của bạn tôi là một người mẹ mạnh mẽ. Dù một mình phải xoay vần với cửa hàng và quanh năm vào ra một ngôi nhà vắng tiếng lách chách của những cô con gái mà bà yêu thương hết mực, thì cũng chưa bao giờ nhắc với bạn tôi ba chữ về đi con. Thế nên trong buổi chiều ấy, tôi biết ở một nơi xa xôi, bạn tôi sẽ chênh vênh khi biết mẹ bạn có từng thốt lên câu đi xa mẹ nhớ lắm con à, dù chưa bao giờ thành tiếng. Tôi không phải là người xa nhà. Cuộc sống của tôi may mắn khi trên con đường học hành của tôi chưa bao giờ phải xa gia đình quá lâu. Nhưng không vì thế mà tôi không xa cha mẹ tôi. Ở cái tuổi bắt đầu bằng số 2, chúng ta thường tham vọng và ngông cuồng với cuộc đời của mình. Tôi nhiều ngày ra khỏi nhà khi mẹ tôi chưa dậy và trở về khi bà đã bắt đầu ghém những gốc màng vào nệm để đi ngủ. Tôi có nhiều thời gian để trò chuyện với bạn bè, đi đây đi đó du lịch, hay làm tình nguyện, hay học thêm cái này cái nọ. Nhưng sao tôi không bao giờ kịp về để hỏi mẹ tôi một câu rằng hôm nay mẹ khỏe không? Chúng ta đều sống vội vàng khi chúng ta được trẻ, mà quên mất khi ta trẻ thì cha mẹ ta có thể đã không còn nhiều thời gian nữa. Vì ta trẻ nên bát cơm chan nước mắt thì ta cũng vẫn quệt đi mà ăn hết. Vì ta trẻ nên ta mỏi mòn với những kế hoạch và dự định nhỏ to, hao tâm tổn sức để mẹ phải xót xa. Cớ chi con phải tranh với người ta? Vì ta trẻ nên dù quê mình cũng có núi non, cũng có con người, phố phường và xe cộ, thì ta vẫn nhất quyết bay đi để thỏa cái kỳ lạ của những chân trời không quen. Chỉ có mẹ
là cứ mỗi ngày một mỏi mòn, ngóng theo những đứa trẻ mà chí tan bồng càng vẫy vùng, càng không thấy thỏa mãn. Đọc đi đọc lại bài thơ ấy, tôi như được kéo tuột vào một thời nào tôi còn nhỏ xíu, nằm bên mẹ để nghe mẹ dạy những lễ nghi, những thói quen thường nhật, nghe khôn, ngoan, chân, thật. Giờ nhớ lại, tôi mới thấm thía hết được cái bình yên khi tôi còn là đứa trẻ, hồn nhiên và ngơ ngác với những bài học vỡ lòng của mẹ tôi. Ăn đừng chép miệng, nhận gì của ai lớn hơn cũng dùng hai tay, nói ít lại mà làm nhiều hơn. Và giờ nhớ lại, tôi bỗng thấy tôi đã đi quá xa khỏi những bình yên cũ, trong khi mẹ tôi vẫn cặm cụi ở lại, sớm hôm chăm chút, vén khéo để đợi tôi quay về. Đừng để đến khi mẹ gọi mới quay về. Vâng, đừng để đến khi mẹ gọi mới quay về nhé các bạn. Tuổi trẻ của chúng ta đôi khi quá mải mê với những điều vô thường mà quên đi cha mẹ ta vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ ta với chỉ ba chữ: về đi con. Mùa của lời ru số 9 xin khép lại tại đây. Chúng tôi mong rằng mùa của lời ru sẽ mang đến cho các bạn những phút giây thư thái, được tĩnh lặng và bình an.